Sáng nay, tại quảng trường Ba Đình, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã có mặt từ sáng sớm, xếp hàng vào quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quảng trường Ba Đình là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Sau khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại quảng trường Ba Đình, quốc thiều được vang lên. Nhân dân quanh khu vực dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ giữa quảng trường và hòa chung tiếng hát quốc ca thiêng liêng. Lễ thượng cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt với người dân Việt Nam. Đó là cảm xúc tự hào và biết ơn khi được sống trong một đất nước thanh bình, độc lập và tự do.